Xin chào mọi người, cái video này sẽ nói về Salana Vừa rồi mình đẩy cái video tín hiệu ra cho vậy cho bạn của Salana Chủ yếu để nhắc nhở bạn là bán đi Để bạn có thể mua vô rẻ hơn Nhưng trong cái video này mình sẽ giải thích một cách kỹ càng hơn Để bạn có um, biết được gọi là cái con đường Chuẩn bị tới đây Solana nó đi như thế nào Ngay bây giờ là 6 giờ 3 phút tối Ngày 1 tháng 7 năm 2004 Cho mình một chút thời gian Salana. Tính ra đó bằng zoom ra, tắt đi tất cả mọi thứ. Ok. Thì Salana đang nằm trong một cái khung như vậy. 190 và 119. Đó là cái đáy của nó vừa rồi và cái đỉnh của nó vừa rồi. Ok. 190. Khoảng cỡ đó. Thì đang nằm giữa cái vành đen này và cái vành đen này chứ không có gì hết. Tất cả những gì chính giữa nó gọi là tiếng ồn. Nghe tiếng ồn. Những cái gì nó đang xảy ra ngay bây giờ có thể là thằng Sala nè nó sẽ tạo một cái gọi là một cái hình tam hình tam giác hình tam giác hình tam giác thì nó phải có 5 sóng ok thì về đếm sóng thì đây là có thể là sóng số 1 này sóng số một này sóng số 2 này sóng số 3 này okay. phải có 5 sóng đây là sóng số 4 của nó này sóng số 4 của nó này lên tới cái khu vực này rồi sau đó là sóng số 5 ok mình có thể là abcd ok mình ghi luôn cái sóng abcd e Sông in nó nằm ở dưới đây ok? Và mình sẽ đổi màu nó thành màu này luôn ok? Thì đi lại một chút xíu nữa Từ 3 Xuống 4 Nghe thì con giá nó vẫn vậy không thay đổi Đây là cái chống lưng mà mình nói Nó sẽ rờ, r được tới Đúng không? Đây là cái chống lưng Giữ được trên 52 thì tất cả phải sự, mọi thứ sẽ lao thang lên lại Mình nói về cái sóng, chống số, sóng số 4 này nè Một trăm mấy chục ngày vừa rồi Nghe trăm mấy chục ngày vừa rồi ở đây mình cũng đã cân nhắc nếu mà nó sập dưới 119 thì sóng số 4 sẽ được diễn ra cũng giống như đây. Sập dưới cái con giá 119 thì sóng C cùng màu với nhau này sẽ được diễn ra chứ không khỏi gì hết. Thì ngay bây giờ gọi là thì đó là một cái tính toán có nghĩa là năm sóng được diễn ra đây là sóng 1, sóng 2, ok. Sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Ok và mình nếu mình đọc chữ thì đây là A, đây là B, đây là C. Đây là D và đây là E, rồi vào có cùng giá này thôi không gì hết. Đó là trường hợp 1, trường hợp 2 là đây là A. Đây là B và nó sập xuống C luôn ngay bây giờ nó chỉ có ba sóng. Ok. Nhưng mà để xác thực ABC được diễn ra thì nó sập dưới cùng giá 19. Ok, gặp giá sập dưới giá 19. Ngay bây giờ thì nó đang có một sự bay bỏng vừa rồi như vậy. Và cái sự bay bỏng này á, ok thì về đếm sóng bạn có thể nói nó là Uh, đó là chỉ là cái sóng nhỏ đây là chỉ có là cái sự bay bổng này là chỉ là cái sóng nhỏ của sóng d thôi nhớ lại đây là a đây là b nè đây là c nè c c c c c và đây là d từ c tới d như vậy đây là những cái sóng nhỏ của uh, của từ c tới d thì nó có sóng a ok thì mình tạm thời bỏ một cái abc ghi chữ c dưới đây luôn đi ha cho nó dễ hiểu hơn ok c. a đây b đây c đây d đây và e thì rơi vào cái khuôn phần này. ok? Thì đây là những cái sóng nhỏ của từ C tới D. Từ C tới D như vậy thì nó có ba sóng. Đây là A này, sóng nhỏ của nó. A, B, C. A, B, C là sóng nhỏ của từ C tới D như vậy. ok? Thì đây vừa rồi là A đã kết thúc. B đang được diễn ra. B đang được diễn ra. Nó sẽ có ba sóng xuống, rồi năm sóng lên tới cái vùng giá này. ok? Miễn sao nó chống được ở trên 128 thì sóng C sẽ được diễn ra. Sập dưới 128 thì là cái sóng C này. Ok. Nó sập dưới 128. Ok. Cân nhắc thêm một lần nữa. Thì nó sẽ chạy xuống cái vùng 119 là cái gọi là cái kháng cự quan trọng giữa cái khung như vậy. Phá vỡ 119 đúng không? 119. Thì nó rơi vào cái khung giá này. Ok. Mình dán thêm một con giá nữa 119 nằm ở đây luôn đi. Ok. 119. Vậy thôi cho mình gì hết. Ok. Thì hai trường hợp, một trường hợp là A B C sẽ được diễn ra. Trường hợp thứ hai A B C C này. D E Nhớ trong một cái màn hình như vậy đó, mình có thể chia sẻ cho bạn thêm 50 cái trường hợp nữa cũng được. Nhưng hai cái trường hợp đó là hai cái trường hợp xác suất cao nhất. Sau nhất Dựa theo tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi như vậy nha. Và nếu con giá vẫn giữ được trên 128 thì xác suất là sóng D sẽ được diễn ra là một cái hình tam giác. Có nghĩa là từ đây C lên D lên tới cái khu vực này rồi sau đó là gì? Sau đó là gì? Nó sập trở lại E chứ không có gì hết. Nghe nó sập lại trở lại E chứ không có gì hết nha. Lại, gì hết. nha. Thì xác suất đang nằm trên bàn như vậy. Ok. Là cái vấn đề đi lên, đi lên à chuẩn bị tới đây là nó hồi lại uh, B nè. Ok rồi sau đó là C. Ok là cao hơn Cao hơn là nó sập lại Ok Cao hơn là nó sập lại ngay bây giờ Dựa theo tất cả những gì Thì đây chỉ là một sự Gọi là ngay bây giờ những giờ tới đây Những giờ tới đây Những giờ tới đây Những giờ tới đây, những giờ tới đây Nó hồi lại cái khung giá này á Thì nó là một sự Gọi là rớt ngắn hạn Ok Chống được một trăm Miễn sao nó chống được một trên, trên 128 ngày cẩn thận Chống được một trên 128 Thì đây là cái vùng mà gọi là một cái vùng nhỏ nhỏ để mua vô Để lên trên đây mình xả ra nhưng nhớ, nhớ 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 nhắc nó phải chống được 128 bởi vì nếu nó chống không được trên 128 thì nó sẽ sập tới. Nó thử thách tới 119 là nằm trong cái khung của mình như vậy. 190 và 119. Nha. Sập dưới 119 thì bạn biết rõ ràng rồi nó sẽ rơi vào khung giá này là nó là ABC. Sập dưới 119 có nghĩa là nó không phải là một cái hình tam giác nữa, nó không phải là 56 nữa nha. Nó không phải là đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3. Ok. Đây là sóng 4 và đây là sóng sóng 5, không phải là hình tam giác. Nếu nó sập dưới 119 hoặc nó phá vỡ 190 thì nó không phải là một hình tam giác nữa. Nghe. Vừa rồi như vậy cái sự sập đổ này bạn có thể thấy là mình cần 5 sóng đi lên mình nói 5 sóng đi lên cắn 146 và vậy bạn thấy là nó chỉ có 3 sóng đi lên thôi, 1 2 3. Bởi vậy nó sập lại. Một con giá 146 là cái con giá mình nói là nếu nó cắn được nhưng mà nó phải có 5 sóng lận và vừa rồi nó chỉ có 3 sóng thôi, 1 2 3. Bởi vì nó có 3 sóng bởi vậy nó sập lại. Ok, cân nhắc cân nhắc. Ok. Dựa theo tất cả những gì vừa rồi. Ok, thì vừa rồi đây là mình nói là nó cắn nó phải có một sự đột phá. Ok, nó sự đột phá có mặt. Ok, nó cắn cái trend line, nó cắn cái trend là màu đen có mặt. Ok, nó cắn 146, cắn 146 có mặt. Ok, nhưng nó nó không phải là năm sóng đi lên, nó chỉ có ba sóng đi lên thôi, 1 2 3. Bởi vì vậy nó sập lại. Thì nó là vậy. Ok, nó phải nó phải được hoàn tất tất cả mọi thứ bốn con số trên đây nó chỉ hoàn tất được ba con số còn con số này nó không có bởi vậy nó sẽ sập lại ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này canh cái vùng này là cái vùng mua vô kế tiếp đúng không và canh cái vùng này là cái vùng gì cái vùng gì cái vùng 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 gì vùng gì vùng gì cái vùng này là cái vùng bán ra kế tiếp ok cái vùng bán ra kế tiếp ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xác suất là nó sẽ dập lại cái vùng này trong những cái giờ tiếp theo vừa rồi như vậy là rõ ràng là không um, gọi là mình cung cấp tín hiệu tương lai nhưng mình không có cung cấp tín hiệu spot à, mình cung cấp tín hiệu spot chứ mình không có chuyên gọi là mình không có thời gian để cung cấp tương lai nhưng vừa rồi nó cũng có một sự những cái sự bay bổng thì vừa rồi như vậy là mình dùng tín hiệu spot của mình nghe để mình vô những cái lệnh lệnh short của thằng Salana này mình vô những cái lệnh short của thằng Solana này mình đang làm ok thì đây là những cái kết quả rất là nhanh nghe rất là nhanh rất là nhanh vô ra vô ra phần trăm năm mươi ba phần trăm bảy mươi bảy phần trăm mười chín phần trăm và ngay bây giờ mình đang lời thêm một cái lệnh mới nữa là năm mươi phần trăm chuẩn bị tới đây mình đã mình đăng lên cho anh em ok thì dùng tín hiệu spot để chơi chơi tương lai cho những người nào có gọi là cái gì đó có có kinh nghiệm thì bạn về vẫn có thể uh, tự chơi tự chơi còn những người nào mà không có kinh nghiệm ok mình khuyên là bạn nên uh, học nó học 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 đã học nó hoặc bạn đăng ký bằng đăng ký cái nhóm tương lai ok để chơi vậy thôi xin chào mọi người